Hello everyone and welcome to learn a new lesson looking back. Các em ơi, chúng mình cùng quay trở lại với tiết Unit số 11 Science and Technology ở tiết Looking Back. Chúng mình sẽ vào bài tập số 1, Exercise 1, Write the correct form of the words in brackets. Hãy viết những dạng đúng của từ vào trong của mỗi khung. And exercise the question 1. My friend said he really enjoyed doing science experiment and finding out how things work. Bạn tôi nói rằng là cô ấy rất là thích làm thí nghiệm khoa học và tìm ra cách mà mọi thứ hoạt động. Ở đây mình sẽ có tính từ của nó. Vậy ở đây mình sẽ có từ scientific. Từ thứ hai, a production of their chemical caused serious environment pollution. Việc sản xuất ra những hóa chất này gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Mình sẽ có là tính từ của environmental. Câu số 3. There has been made a new inspect research and set list technology. Có sự phát triển lớn mới trong nghiên cứu không gian và công nghệ vệ tinh. Và mình sẽ có danh từ development. Tương tự câu 4. Người ta biết rằng những khám phá khoa học mới đang được thực hiện suốt khoảng thời gian. Ở đây mình sẽ có là danh từ của discover. Mình sẽ có discoveries. Câu 5 là dường như không tự nhiên cho một đứa bé khi mà dành quá nhiều thời gian cho nó. Ở đây mình sẽ có tính từ của unnatural. Ok. Chuyển sang exercise 2. Complete the word web with the phrase that could benefit from science and technology. Hoàn thành từ lưới với lĩnh vực và có thể đem lại từ lợi ích khoa học và công nghệ. Mình sẽ có từ transport and scientific. Từ đầu mình sẽ có từ transport và tiếp thì mình sẽ có từ farming. Và home life. Cuộc sống gia đình, nông trại, entertainment. Education, energy, năng lượng. Và medicine, dược phẩm. Và communication, giao tiếp. Ok. Exercise 3, fill each gap with words from the book to complete the pages. Hãy điền mỗi chỗ trống cùng với những từ trong khung để hoàn thành được hội thoại sau. Tôi. Thomas Edison là một trong những nhà phát minh lớn nhất trên thế giới. Ông đã phát minh ra hơn 1.000 phát minh bao gồm bóng đèn điện và máy ghi âm. Ở đây mình sẽ có là invention. Rồi cô sẽ biết đây, chúng mình sẽ nhìn invention. Ông ấy cũng tạo ra phòng thí nghiệm đầu tiên trên nghiên cứu trên thế giới.
Câu 2 sẽ là Laboratory, phòng thí nghiệm. Ashton được sinh ra năm 1847 tại Ohio, Mỹ. Khi anh ấy 10 tuổi, anh ấy đã thiết lập một cái phòng thí nghiệm nhỏ sau khi mà anh ấy đọc một cái cuốn sách khoa học. Mẹ mà người mẹ của anh ấy đã chỉ cho anh ấy. Ở đây mình sẽ có từ science. Trong năm 1869 thì anh ấy đã mượn tiền và bắt đầu để thực hiện cái phát minh của anh ấy. Và trong năm 1876 anh ấy xây dựng một cái phòng thí nghiệm mới để anh ấy có thể tiêu toàn bộ cái thời gian của anh ấy trong cái việc phát minh. Ông lên kế hoạch cho ra những phát minh nhỏ sau mỗi 10 ngày và một phát minh lớn sau mỗi 6 tháng. Ông đã phát triển nhiều thiết bị và mang đến lợi ích cho cuộc sống con người. Ông từng nói rằng giá trị của một ý tưởng nằm ở việc sử dụng nó. Edison mất năm 1931 với cuộc đời cống hiến đáng nhớ. Mình sẽ có từ benefit and product. Ok. exercise for train the sentences into reported speech. Hãy thay đổi những câu thành lời nói tường thuật. Exercise 1. They are doing an experiment. Họ đang làm một cái thí nghiệm. Vậy mình sẽ viết lại câu ấy. He said that they were doing an experiment. Câu 2 này, bạn phải ký vào giấy lần nữa. She told me that She told me that I had to sign the paper again. And we watched the television documentary on the future on nuclear power. Mình sẽ viết lại. Quá khứ thì mình sẽ lùi lại thì quá khứ hoàn thành. Tương tự, ở đây mình sẽ lùi thành thì quá khứ và hiện tại tiếp diễn thành quá khứ tiếp diễn. Và câu 4. Họ thông báo rằng là chuyến bay 10 giờ sẽ cất cánh muộn nửa tiếng. Trong 50 năm thì họ có thể sống tại mặt trăng. Scientists said that we might be living on the moon. Hãy viết lại câu sau thành câu trực tiếp.
thốt nói với tôi rằng là anh ấy đã gọi cho tôi, anh ấy đã, ok, gọi cho tôi bằng đêm hôm trước. Rồi, ở đây cô gợi ý cho mình khi chuyển từ câu gián tiếp về câu trực tiếp thì lưu ý các động từ chính trong câu tiến về trước một thì. Ví dụ từ quá khứ đơn thì mình sẽ chuyển thành hiện tại đơn, và quá khứ hoàn thành mình chuyển thành quá khứ đơn, và hiện tại hoàn thành mình sẽ chuyển thành would, mình sẽ chuyển thành would thành will, và lưu ý chỉ các trạng từ về thời gian. Ví dụ câu 1 kiên xét. They meet the trend. Câu số 1. Câu 2. Dương nói là anh ấy có thể chạy rất nhanh. Dương said I can run very fast. Rồi, could sẽ thành là can. Dương said I can run very fast. Câu số 2 và câu số 3 mình sẽ có cô sẽ viết cho đây chúng mình dễ nhìn từ câu 4 đến câu 5. Ok, rồi mình sẽ cùng chép câu trả lời vào trong vở. Câu exercise 6, write one prediction for each of following verb based on the cure and the our idea, and then share it with the class. Hãy viết một dự đoán cho mỗi lĩnh vực sau dựa trên gợi ý và ý kiến riêng của mỗi người, sau đó chia sẻ với lớp. Mình sẽ có là các gợi ý là năng lượng mặt trời thì quanh năm, tức là nguồn năng lượng có sẵn và không bao giờ mà bị hao đi mất đi, nó luôn luôn có tồn tại mỗi năm, và không trường học bài học sẽ thực hiện trên mạng, suất dinh dưỡng thay vì thức ăn bình thường, dạp chiếu phim 5D ở nhà, bảo vệ an ninh nhà cửa với các máy camera, máy quay phim, trung tâm giải trí ở nhà, ứng dụng điện thoại di động. Ok, vậy mình sẽ có để viết những câu prediction như sau.
Câu số 1. In education. System. Trong hệ thống giáo dục thì chúng ta có thể không có trường học và chúng ta sẽ học bài trên mạng, trên internet. We will Câu số 1. Và câu số 2 này. Ok, đối với thức ăn thì chúng ta sẽ có thể ăn những cái thuốc bổ dưỡng thay vì cái thực phẩm thông thường, những cái thực phẩm thông thường. Vậy ở đây mình sẽ có tiếp câu số 3. Mình dụ sử dụng cấu trúc is tích hợp cộng với một danh từ. Trong cuộc sống ngôi nhà thì robot sẽ có thể là làm những cái công việc nhà. Ok. Rồi chúng mình sẽ cùng áp dụng như là những câu của cô và mình sẽ viết lại những cái câu từ những cái manh mối còn lại. Ok. Chúng mình sẽ cùng chép vào trong vở. Cô chúc chúng mình sẽ có một bài học bổ ích và hiệu quả. Thank you for listening. Goodbye.